Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin xuất khẩu người kiếm 4.000 tỷ nằm gầm xe suốt 9 giờ liền. Vâng, các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua, đặc biệt tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã chứng kiến hình ảnh rất nhiều gia đình rất đau thương vì họ đã không nhận được thông tin từ những người thân trong suốt cả thời gian vừa qua. Và trùng khớp với điều đó là 39 xác chết trong chiếc xe đông lạnh tại Anh đã được phát hiện, và đây là vụ việc gây chấn động trên toàn thế giới. Và điều này đã làm cho truyền thông quốc tế cũng như chính phủ các nước nhìn nhận Việt Nam như một đất nước xuất khẩu con người đi bằng hình thức bất hợp pháp. Và trước cái chết của 39 người trong container đông lạnh tại Anh, trong đó có rất nhiều người được cho rằng đến từ những tỉnh miền Trung của Việt Nam là Nghệ An, Hà Tĩnh, thì đây cũng là các tỉnh có nguồn thu rất lớn từ xuất khẩu lao động hợp pháp và bất hợp pháp từ trước đến nay. Và bài báo của quốc tế cũng đã đăng tải nhiều thông tin, trong đó có xác nhận thông tin mà tỉnh Nghệ An cũng đã đưa ra. Đó là việc Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Nghệ An là ba tỉnh thường có số người đi làm việc theo diện xuất khẩu lao động nhiều nhất tại Việt Nam. Thống kê chính thức cho hay, từ năm 2007 tới 2017, Hà Tĩnh có 68.148 người được các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ký hợp đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tăng 25% so với giai đoạn 1997-2007. Con số mà chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đưa ra vào năm 2017 cho biết thu nhập bình quân lao động Hà Tĩnh làm việc ở nước ngoài đạt từ 6.500 đến 7.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó số tiền ngoại hối gửi về nước đạt khoảng 4.000 tỷ đồng mỗi năm. Vâng, như vậy là với con số đấy thì các bạn cũng đã thấy rất rõ rằng đây là hình ảnh của ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, và số tiền rất lớn là 4.000 tỷ đồng hàng năm đã được người dân con em Hà Tĩnh gửi về để có thể đóng góp xây dựng quê hương. Và cũng tại đó thì các bạn cũng đã thấy rất rõ rằng đã mọc lên rất nhiều ngôi làng, ngôi nhà rất hiện đại, và phải nói rằng kể cả những nước châu Âu cũng ít khi xây những ngôi nhà lớn như vậy. Và để kiếm được những đồng tiền đầy mồ hôi và nước mắt và cả máu để gửi về cho gia đình, các thanh niên thiếu nữ của những tỉnh miền Trung này đã có rất nhiều người buộc phải chui xuống gầm, bám gầm xe tải đầy nguy hiểm để vượt biên giới từ Pháp vào Anh. Và đây là hình ảnh bài báo quốc tế đã bắt đầu đăng tải về những cái việc như vậy diễn ra. Và đây là hình ảnh của những người di cư tại Pháp đang cố mở thùng xe tải để chui vào và sang Anh, và những nhiều người Việt Nam được cho rằng họ cũng phải dùng cách này để có thể sang Anh. Anh Tuấn tìm đường đến Anh từ năm 2009. Nỗi ám ảnh nhất vẫn còn đeo bám anh đến hôm nay là hành trình xuyên đêm bám gầm xe container từ Pháp sang Anh. Anh chia sẻ, có người đưa cho tôi một tấm ván để buộc dưới gầm xe tải và nằm lên, bắt đầu hành trình mà bản thân không biết điều gì sẽ xảy ra. Hành trình tôi đi bắt đầu từ lúc 2 giờ sáng, xe đi qua các cung đường với tốc độ nhanh. Khoảng 9 tiếng sau, khi lái xe ra tín hiệu và đi chậm lại, đến khu vực đông người, tôi tự lăn khỏi tấm ván xuống đường, sẽ có người chờ đón ở đó. Tôi sợ nhất những viên đá trên đường, khi xe đi với tốc độ nhanh, sẽ bật đá vào gầm và trúng người. Khi ấy tôi chỉ biết nén đau, cầu mong bình an, để nằm và bám trụ được trên tấm ván dưới gầm xe. Tôi được nhóm người hướng dẫn và tập luyện trước đó nhiều ngày, tuy nhiên rủi ro là điều tôi không thể biết trước được. Anh Tuấn đã nói như vậy. Tôi từng nghe câu chuyện về một người đồng hương tử vong khi đá bắn vào người, hoảng hốt ngã khỏi tấm ván và bị bánh xe container tước đi mạng sống. Anh Tuấn đã kể như vậy trên quá trình của mình từ Pháp sang Anh, và điều đó hiện nay vẫn đang tiếp tục tiếp diễn tại Pháp. Và chúng ta cũng đã chứng kiến hình ảnh mà chúng tôi đã chia sẻ trước đây, là hiện nay có những nhóm người và 13 người Việt Nam đang nằm trong rừng để đợi đi những chuyến đi như vậy, và rất nguy hiểm đối với họ. Và hiện nay cảnh sát Đức, cảnh sát châu Âu và các nước trên thế giới đang truy quét rất mạnh những cái đường dây đưa người, và chắc chắn rằng số phận của những người Việt Nam không có giấy tờ bất hợp pháp tại Pháp, đang sống tại Pháp và các nước châu Âu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới. Hai nghề mà những người Việt Nam khi nhập cư lậu được vào Anh thì hay làm, đó là việc trồng cần sa mà Việt Nam hay gọi là trồng cỏ, hoặc là làm móng tay. Và bài báo của quốc tế tiếp tục đăng tải về thông tin này. Và đây là hình ảnh của một nghi phạm của Việt Nam đã bị cảnh sát Anh bắt giữ trong cái việc mà nghi ngờ rằng họ tham gia việc trồng cái lượng cần sa rất lớn ở đây. Và anh Linh, một người đang sống tại Anh, cũng cho biết thêm, những người Việt đến Anh thường làm hai công việc chính là trồng cần sa, có nghĩa là trồng cỏ, hoặc là làm nai, tức là việc là sơn móng tay, móng chân. Hai nghề này, người Việt, đặc biệt là người Nghệ An, rất chịu khó, học nhanh tay, nghề cao.
Họ trồng cỏ chỉ mất khoảng 10 ngày, còn làm nai tốn thời gian hơn, khoảng nửa năm thì sẽ học được nghề. Anh chia sẻ, lao động Việt Nam thường đi sang các nước ngoài, từ đó làm giấy tờ giả, rồi đến các nước châu Âu như Đức, Pháp, Bỉ, rồi bằng nhiều cách tìm cơ hội đến Anh. Và đây là cái điều mà rất đau lòng khi đất nước Việt Nam sau rất nhiều cuộc chiến đấu, chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và hàng triệu con em miền Trung đã bỏ mạng ra để giành lấy độc lập tự do. Nhưng cuối cùng họ đã phải đi ra đi như vậy và họ lại chịu nguy hiểm như vậy. Thì đây là cái điều mà chính phủ, Đảng và chính phủ Việt Nam cần phải xem xét và cần thiết thì có thể thay đổi cái thể chế để cho nó dân chủ tự do hơn. Và có nhiều cách để trốn bất hợp pháp từ Pháp sang Anh mà người Việt Nam đã sử dụng. Thì đây là chia sẻ của một người như vậy. Và đây là hình ảnh cảnh sát bắt giữ những người trốn trong xe tải từ Pháp sang Anh khi họ trốn trong những thùng hàng như vậy. Tùy vào mức độ mạo hiểm hay an toàn mà mức chi phí cho việc sang Anh có sự chênh lệch đáng kể. Con đường an toàn nhất và chi phí tốn kém nhất là ngồi sau cabin xe container. Môi giới sẽ làm việc với các chủ xe tải từ các nước sang Anh. Khoang cabin sẽ chứa được khoảng 3-4 người. Khi qua các trạm kiểm soát, tài xế sẽ dùng nhiều cách để che giấu lao động này. Để đi chót lọt, mỗi lao động sẽ bỏ ra khoảng 16.000 đô la, tương đương 400 triệu đồng, chưa tính chi phí cho những hành trình trước đó. Con đường mạo hiểm hơn, theo anh Linh, là chui vào các thùng container từ Pháp hoặc Bỉ, rồi vượt biên sang Anh. Cách đi này nhiều người gọi là đi cỏ, với chi phí tiết kiệm nhất nhưng cũng rất mạo hiểm. Và đây là cái điều mà chúng ta đang phải chứng kiến tiếp theo. Và chắc chắn rằng cái việc này chưa dừng lại ở đây khi cái dòng người mà rời đất nước Việt Nam ra đi ngày càng nhiều hơn. Và để trốn đi hàng loạt cả trăm người như vậy thì điều tra quốc tế hiện nay đang rất nghi ngờ việc có sự tiếp tay của quan chức chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái việc này. Đây là hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ thêm. Đây là ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Và bài báo quốc tế có đặt câu hỏi, có sự bảo kê hay không? Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Tổ chức Ủy ban Cứu trợ Người vượt biển, viết tắt là BPSOS, có trụ sở ở tiểu bang Virginia, Mỹ, nhận định. Về vai trò của chính quyền trong con đường di dân ồ ạt này, ông Thắng khẳng định chắc chắn có sự bảo kê với mục đích là được chia chác trong miếng bánh lợi ích quá lớn. Chính quyền Cộng sản Việt Nam theo dõi rất kỹ lưỡng vấn đề di trú, đi lại của người dân, nhất là ra khỏi biên giới quốc gia, ông phân tích. Đi cả 100 người, có khi cả ngàn người, một lúc thì không thể đi mà không có bảo kê được. Đây là thông tin mà ông chia sẻ. Chắc chắn giới chức trong chính quyền xã, trong làng ấy đều biết nhưng họ vẫn cho đi bởi vì có sự trao đổi này kia về quyền lợi, ông nói thêm. Và lưu ý rằng mỗi chuyến đi, mỗi nạn nhân phải trả từ 30.000 đến 60.000 đô la Mỹ tùy theo dạng đi thường hay là đi VIP. Và ông chia sẻ như vậy. Thì cái điều này rất nguy hiểm và nghiêm trọng vì rất chắc chắn rằng những cái quan chức chính quyền địa phương từ xã, huyện đến tỉnh, thì thậm chí lên trung ương thì sẽ có nhiều những cái đường dây buôn bán người và móc nối và có thể có sự ăn chia ở đây. Và điều này liệu Công an Việt Nam có thể điều tra và dám điều tra hay không? Đấy là một câu hỏi rất lớn. Và nếu Công an Việt Nam thực sự muốn điều tra và bóc gỡ cái đường dây đưa người vượt biên lậu thì tất nhiên là không hề khó. Nhưng điều đó có được họ thực hiện thì là một cái điều mà chúng ta cần phải quan sát trong thời gian tới. Và qua thảm kịch ở Essex, ông Thắng nói rằng nếu chính quyền Việt Nam thật sự muốn điều tra mạng lưới buôn người thì đó là điều rất dễ. Chỉ cần truy từ những người cò trở lên là ra hết đường dây thôi, vì có phần lớn là người địa phương, ông nói. Chúng tôi còn biết, huống hồ các cơ quan công lực ở Việt Nam lại không biết à. Qua vụ 39 người này, dư luận cần phải lên tiếng ép chính quyền Việt Nam từ trung ương đến địa phương phải khui ra tất cả các đường dây buôn người này. Tất cả các quan chức dính líu phải bị xử trừng trị đích đáng, và các thủ phạm phải bị đi tù và tài sản của họ phải bị tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân đã chết. Ông yêu cầu như vậy trong một cái yêu cầu của mình gửi cho truyền thông quốc tế. Và ngoài ra, thảm họa ô nhiễm môi trường tại Hà Tĩnh đã làm hàng triệu người mất đi sinh kế và họ phải bỏ quê hương ra đi bằng nhiều cách khác nhau. Và đây chính là cái miếng mồ rất béo bở cho bọn tội phạm buôn người đã lợi dụng vào điều đó. Và ông Thắng cho biết thêm, tổ chức BPSOS của ông từng dự đoán trước nhiều người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ trở thành nạn nhân buôn người sau thảm họa môi sinh hồi 2016 do tập đoàn Formosa xả thải gây ra. Ngư nghiệp hoàn toàn không thể khôi phục, nhiều người bán hết tàu thuyền đánh cá của họ. Họ làm ruộng không được chứ đừng nói lên thành phố làm những việc đòi hỏi kiến thức, kỹ năng mà họ hoàn toàn không có. Họ phải sống và biết làm sao đây, ông đã nói thêm. Khi đó,
Họ thấy có đường dây hứa hẹn rất nhiều, tuy đóng 60.000 đô la nhưng chỉ một năm là trả hết nợ, sau đó còn có tiền dành dụm để gửi về giúp gia đình. Do đó họ vay nợ gom góp tiền bạc của thân nhân và vay nặng lãi với lãi suất có chỗ lên đến 60% một năm để đi nước ngoài. Ông nói thêm như vậy. Và đây là điều rất đau xót vì các bạn đã thấy rất rõ là nếu mà để gần lại, đây là hình ảnh của nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh và nó đã gây ra cái thảm họa môi trường cho 4 tỉnh miền Trung. Và cũng vì cái thảm họa này mà hàng triệu người dân đã mất sinh kế và họ buộc phải làm những cái việc mà không bền vững cho cái kinh tế địa phương, cũng như bắt buộc phải đi trốn đi nước ngoài để có thể làm việc và kiếm tiền để gửi về quê hương. Và có 3 cách để nhận diện tổ chức buôn người bất hợp pháp và cách phòng tránh rủi ro mất mạng khi chúng chào mời tham gia vào đường dây vượt biên trái phép này. Thì đây là chia sẻ thêm của ông. Ông Thắng cũng đưa ra những lời khuyên cho những người dân để tránh thành cò mồi của bọn buôn người. Thứ nhất, nếu được rủ dê đi lao động bên Anh nhưng là đi lén, đi lậu bằng thị thực du lịch chẳng hạn thì chắc chắn là mình bị lừa, vì đi xuất khẩu lao động phải có hợp đồng, đâu ra đó, ông nói. Lời khuyên thứ hai mà ông Thắng đưa ra là phối kiểm những chỗ hay công ty mà người dân được hứa sẽ cho họ làm việc và cho biết SOS biết có thể giúp phối kiểm nhờ vào mạng lưới cộng tác viên của họ khắp nơi trên thế giới. Có nghĩa là ông Thắng sẵn sàng đứng ra để người dân có thể kiểm tra, giúp người dân kiểm tra những cái công ty mà những cái cò mồi này hứa hẹn sẽ làm việc ở Anh. Và điều thứ ba, trước khi lên đường phải nắm được một số địa chỉ email, Facebook, số điện thoại cầu cứu nếu mọi việc không như dự tính. Ông nói thêm, thân nhân cũng phải nắm các đầu mối liên lạc này để phòng khi người thân của mình bị mất liên lạc hay bị bóc lột và thì thậm chí có thể liên lạc ngay và nhờ giải cứu giúp. Và đây là hình ảnh các bạn thấy của cô Bùi Thị Nhung đã đến từ Nghệ An và được cho rằng đã chết trong cái chiếc container lạnh vào hôm vừa qua. Và trước đi khi lên chiếc xe đó thì cô cũng đã gửi rất nhiều hình ảnh của mình khi mỗi chặng dừng chân, thì điều đó xác nhận được việc là có thể cô đã nằm trong cái số phận của những người không may đó. Và mặc dù ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyên truyền và ép buộc trên 90 triệu người dân Việt Nam phải đi theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng cũng như Venezuela, giờ đây người dân Việt Nam phải bỏ xứ ra đi ngày càng nhiều, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, họ vẫn quyết đến các nước tự do và dân chủ để sinh sống và làm việc ở đây. Để người dân Việt Nam không phải tiếp tục bị chà đạp nhân phẩm và mất mạng trên những hành trình đầy nguy hiểm như thế, Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam nên mạnh dạn vứt bỏ chủ nghĩa Cộng sản, trao lại quyền điều hành đất nước cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Lúc đó họ sẽ biết phải làm gì để xây dựng đất nước Việt Nam thực sự được độc lập, tự do và hạnh phúc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận này cũng như chia sẻ video cho nhiều người cùng biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn trong bản tin tới đây với những thông tin nhanh nhất, trung thực nhất. Chào các bạn, Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.